Rồi, xin chào các bác nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh Sài Gòn. Bên đại lý của tôi hiện tại đang có sẵn xe Tucson tiêu chuẩn phiên bản 2.0 AT tiêu chuẩn đấy, màu trắng và màu đen giao ngay. Nếu như khách hàng nào chúng ta cần xe để đi Tết trước Tết âm lịch đó, thì cứ liên hệ vào bên tôi nhé. Với cái mức giá hiện tại là niêm yết của nó là 845 triệu thì các bác sẽ được khuyến mãi là giảm 15 triệu vào giá xe, thì các bác sẽ còn là 830 triệu đồng. Và cái giá đấy thì các bác sẽ không được tặng các cái món phụ kiện nữa nha. Chúng ta sẽ được tặng các cái món cơ bản như là sáp thơm, khăn lau xe, những cái món cơ bản thôi. Còn phụ kiện thì các bác có thể mua thêm. 830 triệu nha. Xe có sẵn giao ngay, màu trắng, màu đen. Nếu khách hàng nào quan tâm, cần tư vấn nhiều hơn hoặc là cần xem xe thì các bác cứ liên hệ với tôi theo cái số trên tiêu đề. Tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác. Và nếu chúng ta cần hỗ trợ vay ngân hàng thì bên tôi cũng liên kết với rất nhiều ngân hàng. Cá nhân doanh nghiệp thì đều hỗ trợ vay được hết. Đây bản tiêu chuẩn đây các bác. Bản này thì đèn hậu nó vẫn là đèn led nha các bác ha. Đèn led nối trái phải, rất là đẹp. Rồi, tôi sẽ đi lại một vòng điểm qua những cái thông số cơ bản. Đối với Tucson thì đây là một cái con xe gầm cao hạng C ha. Crossover cỡ xe đấy là một trong những con xe mà có kích thước lớn nhất. Do đó là cái không gian bên trong xe rất là rộng. Đặc biệt là cái hàng 2 này các bác, ngồi rất là thoải mái. Hàng 2 của Tucson đó. Thì nếu như các bác mà vô được trải nghiệm thực tế thì các bác sẽ thấy là cái hàng 2 của Tucson cực kỳ rộng và thoải mái. Có sẵn ở đây là có cửa gió điều hòa nha, đầy đủ. Tay nắm cửa. Nội thất là bọc da màu đen nhé. Loa ở trên cửa, xe này có 6 loa. Cái chi tiết này nó tạo cái điểm nhấn. Ghế toàn bộ là ghế da hết các bác. Ghế tài chỉnh điện, ghế phụ chỉnh cơ, da, đục lỗ thoáng khí. Một số 6 cấp AT. Trên này toàn bộ là nhựa mềm nhé, nhựa mềm kết hợp với da. Gương chỉnh điện gập điện xi nhan trên gương nha các bác. Mâm của phiên bản này là 17 inch và nó sẽ được là sơn cái màu nhôm, nhìn cũng khá là mạnh mẽ. Và cái phanh thì sẽ là phanh đĩa ở 4 bánh. Chúng ta có hệ thống treo sau là liên kết đa điểm, giúp cho xe chúng ta nó êm ái hơn trên các cái cung đường. Và tích hợp cảm biến xúc lốp trên 4 bánh. Mặt trước này thì chúng ta sẽ có cái cụm đèn pha cốt là halogen nha, bi halogen. Đây, một bóng này vừa cho ra pha vừa cho ra cốt. Và nó có cái gương cầu projector bên trong, đèn xi nhan bên dưới. Còn đây là led ban ngày, 5 bóng ha. Đây là lưới tản nhiệt phía trước. Bản này nó sử dụng động cơ mới 2.0 Smart Stream giống như bản 2.0 đặc biệt, cho ra khoảng là 156 mã lực. Hộp số 6 AT dẫn động cột trước. Sáu loa nhé. Ghế lái chỉnh điện. Đây. Rồi, tôi vừa nổ máy lên đó các bác. Đây là màn hình táp lô. Màn hình này thì màn hình đồng kim bình thường thôi, không phải là màn hình full digital như các phiên bản cao hơn. Vô lăng, bọc da, trợ lực điện. Chúng ta vẫn có tính năng là ga tự động cruise control, nhưng mà không có adaptive cruise control nhé. Bản này nó sẽ có đèn tự động, nhưng mà gạt mưa chúng ta sẽ chỉnh cơ. Màn hình trung tâm thì giống như các phiên bản cao hơn, 10.25 inch. Có các cái kết nối cơ bản như kết nối Bluetooth, rồi chúng ta có Apple CarPlay, Android Auto, rồi bản đồ tiếng Việt. Đây, điều hòa tự động hai vùng nhé. Cần số bọc da, hộp số 6AT. Vẫn có phanh tay điện tử, vẫn có Auto Hold hỗ trợ xuống dốc. Rất nhiều thứ. Chìa khóa đây, chìa khóa giống hệt các phiên bản cao hơn. Và chúng ta có luôn cái tính năng đề từ xa. Đấy, nút đề Start Off. Ở trong này màu đen hết nha, chỉ có cái trần nó sẽ là trần nỉ thôi, không có cửa sổ trời nhé. Về trang bị an toàn thì phiên bản này nó có 6 túi khí các bác, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tất cả đầy đủ hết nhé.
Rồi, nếu các bác quan tâm về phiên bản này hoặc là tất cả các phiên bản khác của Tucson thì các bác cứ liên hệ với tôi theo cái số trên tiêu đề nhé. Và có sẵn giao ngay chính là phiên bản này. Ở tiêu chuẩn còn các phiên bản khác thì hên xui nha các bác. Có phiên bản có xe giao ngay, có phiên bản thì các bác phải chờ sau Tết. Rồi, cảm ơn các bác nhé.